Nhân vừa nghe cô chú có nói về một khu mộ vô danh vô thừa nhận có đến khoảng 20 bé, bao gồm cả trẻ em lẫn thai nhi. Đây em bé. Ôi, đây là một bé đây hả chú? Bé này nè. Và mất là ngày 26 tháng 2, 1996, tức là chỉ vỏn vẹn được 2 ngày tuổi thôi. Ủa đây nè, bên đó. Vậy là trời ơi, vậy khoảng tới 20 bé là hả chú? Đây nè. Nhưng mà có một cái con thấy là đề là bé vô danh. Thường thì cha mẹ khi mà trước khi sinh con ra đó thì thường sẽ ấp ủ một cái tên trước đúng cho rồi. Con mình. Đúng rồi, đặt tên rồi chôn chứ. Dạ. Nhưng mà cái này nhưng mà sao riêng cái này thì lại không biết, mình không đặt. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Hiện tại thì Nhân đang đi thăm chú Hẹn, là một người từng làm nghề quản trang, trông giữ hơn 1.000 phần mộ ở Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa, một nơi từng được xem là đáng sợ nhất Sài Gòn. Thì đây là cái con đường dẫn vào nhà chú, hai bên là cây cỏ tùm và những phần mộ vẫn còn nằm lác đác. Thì hôm nay đến ghé thăm, trao một ít sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân cho chú, cũng như là Nhân biết được nơi đây có một khu mộ trẻ em vô danh vô thừa nhận nằm lạnh lẽo, thì hy vọng là sau lần tìm hiểu này sẽ giúp được gì đó cho các bé đang nằm ở đây. Bây giờ thì mời cả nhà sẽ cùng theo dõi video nha. Chiều hôm nay Nhân quay lại chỗ của chú Hẹn thì trời mưa và không gian ở đây thì nó rất là âm u luôn, bởi vì cây cối rất là nhiều. Xung quanh thì có những cái tàn tích của những ngôi mộ ngày xưa còn sót lại. Nhìn cái không gian cũng khá là rùng mình. Chiều thì chú Hẹn đi thắp nhang ở vòng vòng, thắp nhang cho con ngôi mộ duy nhất còn lại ở khu này, và cũng như là thắp xung quanh luôn cho nơi này ấm cúng. Biết đâu thì vẫn còn những vấn vương gì đó của những các vị ngày xưa đã nằm ở đây. Chiều đi thắp nhang vậy ha chú Hẹn? Hôm nay mới mưa hả chú? Mấy hôm trước chắc đâu có hả? Mấy bữa trước không có, mà nay nó mới chuyển mưa thôi. Dạ, giờ trời mưa nữa rồi. Hồi nãy con vô thì hơi lầy lội. Những ngôi mộ ở đây bốc lâu chưa hả chú? Bốc cũng nay cũng 4 năm rồi. 4 năm rồi hả? Sao con thấy ở đây mấy những ngôi mộ này nó đồng bộ dữ vậy chú? Tại vì gia đình cũng trong gia đình tộc ta đó. À chung. À, người ta xây thống nhất với nhau. Dạ. Thực sự thì tuy bốc đi nhưng mà biết đâu vẫn còn những cái vấn vương gì đó ở đây thì mình cũng thắp cho ấm cúng hả chú? Dạ. Còn ngôi mộ ở ngoài kia? Ở ngoài kia nó cũng vậy chứ. Dạ. Bốc xong rồi. Nói vậy chứ người ta bốc đưa về chứ người ta cũng còn nhớ ở đây chứ. Dạ. Các vị thì nằm ở đây lâu không chú? Nằm cũng mười mấy năm, có nhiều người hai chục năm. Đúng rồi, như chú nói thì còn nhớ là đúng rồi. Thực sự thì cũng ít ai nghĩ là ở giữa thành phố, thuộc về thành phố Hồ Chí Minh, một cái thành phố mà xa hoa nhộn nhịp hả chú, mà lại còn một cái khu như vậy, và chú Hẹn thì lại ở giữa cái khu như vậy nữa. Rừng cây và xung quanh thì vẫn còn tàn tích mộ rất là nhiều. Trời nắng nó khô ráo thì thấy nó thoải mái, còn mưa thì nam mô nó buồn. Nhiều khi mưa lớn quá rồi cốc ếch nhái nó kêu y như cái cảnh nó như quê vậy. Ồ. Hôm nay con ghé thăm chú Hẹn thì con cũng xin gửi một ít tiền của Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho chú Hẹn á. Thì nói chung là coi được những video mà con quay về chú thì thương cái cuộc sống của chú hiện tại bây giờ, cũng như là thương cái nghề mà chú đã từng làm, một cái nghề chăm sóc người nằm ngày xưa đó chú. Dạ, thì ở đây có cô Hạnh gửi cho chú 200.000 để cô muốn là chú mua cái ủng chú mang để không có lội nước mà bữa hổm bị lỡ chân hết đó. Cái nước ở đây nó dơ quá. Dạ. Chú
Biết rồi, chú mua ủng ấy chú mang. Dạ. Rồi có vợ chồng của cô Nga chú Dũng gửi cho chú thêm 50 đô thì con đổi luôn ra tiền Việt rồi cho chú dễ xài. Thì ở đây là hơn 1 triệu đồng á, 1 triệu ba mấy chục đó. Dạ. Chú cũng gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân dồi dào nhiều sức khỏe, chú cũng gửi lời tấm lòng thương chú. Chú cũng cảm ơn. Cũng Mạnh Thường Quân cũng mong là chú nhiều sức khỏe, giờ thì mình có sức khỏe để mình lo về cái tuổi già của mình thôi. Đúng còn rồi, cái nghề rồi. Thì bây giờ là xem như hết rồi thì gác lại rồi. Dạ. Bây giờ ở trong cái khu này còn mộ vô danh vô thừa nhận không chú, còn ở vị trí nào không? Trong đây thì chắc cái cụm chú giữ trong đây còn mới là chắc cũng hai mười mấy đứa em bé vậy hả? Mười mấy đứa em bé là dặn như vô thì nhận là cha mẹ nó bỏ luôn không có lên. Dạ. Em bé hay là thai nhi? Em bé rồi thai nhi cũng có. Dạ. Em bé rồi thai nhi cũng có, cũng như là hư thai gì đó người ta cũng đi chôn là cũng có người ta bỏ luôn. Lỡ khu nào vậy chú? Gần đây không? Đây nè, để tạnh mưa chú chỉ cho. Dạ dạ, tạnh mưa chú dắt con ra nha. Còn khu chú giữ là còn mười mấy mẫu em bé đó. Cũng như lúc đầu có đứa 2-3 tuổi nữa. Rồi có đứa hỏi là mới sạch nè, mới hư thai, mấy tháng hư thai rồi lên chôn. Lúc đầu chôn 1-2 năm rồi lên thăm, rồi Tết rồi lên thăm, rồi qua mấy năm sau không có, giờ chạy như thông báo bốc chắc rồi bỏ luôn rồi, giờ không ai rồi dạng như nó nữa vô thường nhận. Như vậy là bây giờ là toàn cái khu đó là không còn ai thăm nữa hết không? Nhưng mà cũng phải mấy chục bé, cỡ chắc mấy 20 à. Dạ. Giờ cỏ có lắp lên chưa chú? Ở ngoài đó nó cũng trống không? Dạ. Hiện tại thì trời đang mưa. Mưa cũng lớn hả chú? Cho nên rồi ở đây thì lại có một cái âm thanh nữa là tiếng máy bay. Máy bay cứ chút bay ngang á, cho nên khi mà quý khán giả mà xem video thì sẽ nghe những cái âm thanh này nè. Nó khá là ồn. Về đợi một chút nữa thì tạnh mưa cái chú cháu mình ra đó để con viếng thử cái chỗ đó nha chú. Dạ. Chú tạnh mưa chú dắt là cái cụm chú giữ cho. Dạ. Còn mười mấy em bé đó. Có một câu chuyện đặc biệt ở đây mà trong những video lần trước Nhân gặp chú Hẹn thì không được nghe kể, chưa được biết đến. Hôm nay thì Nhân vừa nghe cô chú với lại vợ chú á có nói về một khu mộ vô danh vô thừa nhận. Rất nhiều trẻ em, có đến khoảng 20 bé, bao gồm cả trẻ em lẫn thai nhi. Và hiện tại thì bây giờ khu mộ đang rất hoang tàn và không có ai chăm sóc cả, không có một người thân nào nhận cả. Đó, khu này chú giữ nè, vô chú giữ. Dạ. Ủa cái đống này là gì dữ vậy chú? Ba cái đồ nó bốc cốt nó chở vô con. Ôi đổ. Trời. Đây là những tàn tích của việc bốc cốt ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Cái này đó. Đó. Trời thì vừa mưa rất là to. Nè. Và đây, bây giờ thì cũng khá là. Nè. Dạ. Đây em bé nè. Ôi đây là một bé đây hả chú? Bé này nè. Đây bé có tên nè. Ôi trời, vậy mà hôm nay con mới biết nè. Đây nè. Quý nghe dạng em bé này con thấy không? À. Đó. Một bé không á. Bé này nè. Bé nè. Mình đi vậy có dẫm lên bé nào không, không chú? Chú. Dạ con cứ đi theo chú ha. Chú co giữ đây chú biết mà. Đây bé. Ví dụ như ngôi mộ này. Sinh năm 24 tháng 2 1996 và mất là ngày 26 tháng 2 1996, tức là chỉ vỏn vẹn được 2 ngày tuổi thôi. 2 ngày tuổi
Theo chú thì ở đó có một bé, đây một bé nè. Đây là những cái tấm bia của ngày bé xưa luôn. Nè, rất là lâu rồi. Đây thì lại là một bé và nhân như Nhân vừa nói thì chỉ có 2 ngày tuổi thôi. Đây bé nè. Đâu chú? Nè. À, còn đây là ngôi mộ người lớn đã bốc rồi. Người lớn bốc rồi. Dạ, đây là ngôi mộ bé. Bé là nhỏ nhỏ nè. Wow. Vậy mà hôm nay Nhân mới biết. Tấm bia này không còn thấy gì nữa hả chú? Đây, trước đi. Con nhìn nhầm. Mà nó bay tên rồi. 1297 này có lẽ là nhà nước mã số. Dạ dạ. Còn mộ nào nữa chú? Đây cũng em bé. Đánh số luôn á. À, đây là theo đạo chúa ha. Đây chúa Phật chung luôn em bé. Dạ, dạ. Chung chung. Đây cũng nè. Đây mộ nè. Đây mộ nè. Đây mộ nè. Một cái cây trứng cá mọc ngay trên phần mộ luôn. Để con thấy không? Đây nè. Ở đây nè. Đằng đó. Vậy là trời ơi, vậy khoảng tới 20 bé lần hả chú? Nè. Thấy không? Cái này bốc rồi. Đó. Còn một bia đồ á. Còn nằm lẫn trong cỏ luôn nè. Ừ. Còn đằng đó hai cái đó. Chắc bé ở đây là chôn lâu chưa chú? Cũng có năm như bé kia là con thấy 596 đó. Đúng rồi, có 596 tùy theo khu. Ví dụ năm bé này cái giạc đó là chôn hoài, giạc đây là chắc chôn trước. Dạ. Yeah. Là ví dụ 596 năm 994. Rồi khi mà ba mẹ đem vô chôn thì thời gian đầu có đến thăm hả chú? Ví dụ 1-2 năm đầu có lên con. Rồi cái mấy năm sau không lên. Rồi bỏ tới giờ luôn. Đa số cái tuổi đời của các bé ở đây con thấy là nhỏ. Nhỏ không à. Còn các bé thai nhi thì ở đâu chú? Thai nhi mấy mộ đất nè con. À, có mộ, có bia thì là các bé đã được vài ngày tuổi hoặc là... Đúng rồi. Vài tháng hoặc là một tuổi gì đó ha. À, nè, con chụp rồi. Ở bên đây con thấy có mộ của một bé vô danh. Ừ. Sinh tử ngày 15 tháng 10 năm 1996, bà ngoại lập mộ. Như vậy thì bé này vừa sinh ra là đã mất luôn. Hoặc là có thể là mất ở trong bụng mẹ chẳng hạn. Đó là những cái suy đoán của Nhân. Không biết là chú Hẹn biết về cái phần mộ này không chú? Bà chôn. Dạ. Yeah. Bà chôn là nói mẹ nó nằm bệnh viện. Còn nằm bệnh viện bà đưa đám. Như vậy theo chú Hẹn thì đây là bà ngoại chôn. Bà ngoại đưa đám, đưa nó lên chôn. Rồi hỏi mẹ nó đâu, mẹ nó cứ như sanh nằm bệnh viện á. Dạ. Yeah. Như vậy thì đúng như con suy đoán thì là sinh ra rồi mất. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Chưa được một ngày ở trên trần gian nữa. Rất là thương. Đó là dạng như hồi đó cũng nhà này cũng có tiền mới xây mộ vậy đó. Rồi sau này sao không biết bà mẹ nó sao đi không có lên luôn. Nhưng mà có một cái con thấy là đề là bé vô danh. Thường thì cha mẹ khi mà trước khi sinh con ra đó thì thường sẽ ấp ủ một cái tên trước. Đúng cho rồi. Con mình. Đúng rồi, đặt tên rồi chôn chứ. Dạ. Nhưng mà cái này nhưng mà sau riêng cái này thì lại không biết, mình không đặt. Dạ. Chứ nếu như có một cái tên cho bé thì cũng vui hơn. À. Dạ. Cũng nhìn cũng viên mãn hơn. Cái cụm này người lớn, còn cái cụm này là khu chú giữ nè, mạng đích nè. À.
Còn khu này là đất của nhà nước, người lớn bốc hết rồi. Như vậy thì cái phía bên đây là một cái khu khác. Ờ, cái ranh này là ranh đất của Nghĩa Trang Bình Hòa quản lý, là đất nhà nước. Còn đất này là đất tư chú quản lý nè. Chú coi đất tư là khu bé chú vô coi nè. Và ở phía bên kia thì đã bốc hết rồi. Bốc hết rồi. Còn nơi đây thì các bé vẫn còn nằm. Đúng rồi. Mộ đất đó là bé thai nhi nè. Đúng rồi. Đây một cái nữa nè mà họ không có mồ bi hết. Và đi sâu vào trong cái lô đất này thì theo chú hẹn vẫn còn các bé nằm trong đây nè. Trong số các bé nằm ở đây thì có bé nào được bốc đi hả chú? Có số bốc đi rồi, có cha mẹ lên bốc đi. Tức là khi Nghĩa Trang thông tin về việc người thân phải đến đây bốc cốt đi thì một số người đã đến bốc hả chú? Đúng rồi. Đây cũng không. Đây hả chú? Đây một bé hả? Đây bé. Nằm ở chiều bên đây hả chú? Bé nằm bên đây. Nằm bên đó. Dạ. Cái bia cắm trên đây. Ờ, khi mà được thông báo thì là vào năm nào hả chú? Năm 2014. Dạ. Nay 6-7 năm mà 14-13. Trời mưa làm cho cái không gian ở đây nó rất là lạ luôn cả nhà. Một cái màn sương mù nó bao quanh ở đây nè. Nhìn âm u lắm. Ủa sao lại có cái lán ở đây vậy chú? Cái ông đó ông giật chim đó. À, ông làm ngồi đây ông rải luôn giật chim đó đó. Dạ. Ra đây coi nè, ngoài đây còn hai cái nè, hai cái người lớn nè. Theo chân chú nãy giờ mất phương hướng luôn. Ở đây có một cái lán, theo chú thì của một cái người đàn ông vô đường này nè, nghề bẫy chim. Đây còn hai cái người lớn mà chủ đất nó không chịu đền tiền ta, nó không bốc. Không bốc. Ý chủ đất á, nó không chịu đền tiền đất cho ta, con hiểu không? Thì gia đình ta không bốc. Dạ. Rồi không bốc nhưng mà có lên thăm không chú? Có, nhà cũng gần đây nè. Dạ. Còn đây là ngày xưa là đại gia xây nhà mồ á, bốc rồi đấy. À. Thấy xây cái nền bự chà bá luôn. Đây là một ngôi mộ ngày xưa rất là to. À, nhà mộ. Một cái nhà mộ rất to. Ủa chú, cái đài này là của đạo hả chú? Bên đạo nè. Dạ. Từ cái cụm đây trở về là hồi đó chôn đạo không nè. Vậy là khu này là một cái khu của dấu đạo. Dạ. Kêu giáo sứ. Giáo sứ của giáo sứ Nam Thái xây dựng. Ủa tại sao lại để những cái cây ở đây vậy chú? Ý thay vì mấy ông mà bị chim á, mấy ông thầy chùa ở bản á, con biết không? Dạ. Cái chùa chùa Di Lạc. Di Lạc thả chim đó, thả chim phóng sinh đó, mấy ông vô đây cột mấy con chim mồi đây nè. Cột mấy con chim sắc ô đồ mồi đây nè, rồi lại lú lại nước đây nè, rồi ông mới mấy cái cọc đó, ông lấy cái lưới đó, ông mới ấy lưới giật. À nè, còn cái cọc nè. Ông đóng bốn cọc nè, hai bên nè. Nè cọc nè, bên đây cọc nữa nè. Đó bốn cọc đó, ông văng hai bên lưới á, ông giật. Và những cái đây là những cái lúa nè. Lúa ông rải chim ăn á. Rải rồi sau đó thì gặp mưa, giờ nó lên lúa nè. Lên mầm nè, lên mạ nè. À trong đây còn mấy cái, trong đây còn mấy cái được phụ chú giữ á. Dạ. Cỏ đó, trong đây còn cái là xem còn... như cũng mấy chục năm rồi đây, còn cái đó. Ở đây con thấy vẫn còn người thắp nhang nè chú.
Thì ông này nè, ông ra ông diệt chiêu ông thấp á. Theo chú thì ở trong phía này vẫn còn một ngôi mộ đó. Vô thừa nhận. Cô vô nè. Mộ này là mộ cũng em bé luôn nè. Ủa? Sinh tử ngày 17 tháng 9 luôn, tức là cũng là như bé khi nãy á. Sinh ra là mất á. Ông bà cha mẹ lập mộ cũng khoảng vào năm 9 mấy. Bé giỏ rớt. Dạ. Đây một cái nữa nè. Những ngôi mộ này cũng thuộc chú quản lý ngày xưa. Ừ. Bài tên nè. Dạ. Những lần trước thì do là chưa có tìm hiểu kỹ hết cho nên con thực sự là không biết ở đây á chú. Mà hôm nay biết rồi thì có lẽ là con sẽ cùng với sư phụ á, một sư thầy của con á, thì có lẽ sẽ đến đây để cúng á chú. Cúng cho các bé. Với nếu như được á thì mình sẽ tiến hành mình dọn dẹp cái này lại. Để các bé nằm như vậy cũng thấy thương quá. Ơ. Với lại cũng giống như cô nói khi nãy á, thì có thể mình sẽ dọn dẹp cái khu này để cho các bé ăn cái Tết năm nay nữa đó chú. Rồi có thể thì những cái công đoạn mà bốc mộ cuối cùng của khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa này được tiến hành á, thì cũng đưa các bé đi thôi à. Ngày nào các bé còn nằm lại ở đây á, thì mình giúp cho các bé ấm cúng ngày đó. Ở đây ốc ma nhiều ghê á. Trời ơi, mấy cô đi trước. Gì cho đổ đống này mất mấy cái mã em bé con nhỏ rồi nè. Đâu có. Có không cô? Không, đây không có. Đây con thấy có tấm bia nè, không biết có bị đè lên không? Không. Đây, cái cụm trong đây không à. Dạ. Chứ này không có rồi. Cái mã bỏ rớt rồi bốc rồi. À vậy là còn đây nè. Mã này. Rồi. Còn cái đây là thai nhi nè. Cái mã đắp đó đó. Còn từ cái đắp đó chạy vô đó. Dạ. Có lẽ con sẽ quay trở lại đây sớm thôi để tiến hành mình dọn dẹp cái này rồi cái mình cúng luôn á cô. Với yeah. Cho các bé ăn cái Tết này nữa như cô nói đó. Đó hết rồi. Còn cái mã vô danh đây nè. Mộ con của ông Phan. À, còn cái nè, cái bia nè. Thằng quỷ vậy nó mần ăn và ác như ghê vậy. Ủa như vậy là đây còn luôn á hả? Nè, còn cái bia nè, đây ở ngoài này một cái. Ôi ơi, vậy là đây là một bé nè. Một bé nhưng mà bị đổ những cái xà bần này lên rồi. Mấy miếng ván này chắc là ván cửa hòm á hả cô? Dạ. Vậy hôm nay cũng lại một cái duyên nữa mà con vào đây, con tình cờ con biết được cái này. Chắc con sẽ xin phép chú hẹn con quay trở lại đây sớm. Vậy chắc con về luôn nha chú. À, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Rồi. Hẹn gặp lại chú một ngày gần nhất.